My Love của cái bài mà tôi đã từng hát ở sân khấu của Manu thì một bài tiếng Anh nhưng mà có tiết tấu siêu đông hơn một bài tiếng Việt nhưng mà nhẹ nhàng. Rất tiếng Việt. Sẽ là một tất cả hai nhé. Bài tiếng Việt để sau đi tiếng Anh, rất là bài tiếng Anh nữa. Bài tiếng Anh của thế về này hơi khó một tí vì đã không có trống ở trên này, nhưng mà mời vỗ tay cùng với cả Quân được không? Thế là mình có vác trống nào để giúp Quân được không? Có bạn nào đánh ca dâu được không? Wow. Cái trống này trống thì các bạn hát cùng bên trước và lập tập trước. Mọi người biết là happy không? Biết là happy. Cái điều khúc này là because I'm come along if you feel like a roof without a roof. Because I'm come along if you know what that's what you wanna do. Because I'm đến từ khúc người hát cùng Quân như thế. Mời có biết bài này không? Thì là cái bài này nó rất là dễ. Cái khi mà tôi hát là because I'm, mọi người thấy là happy, happy. Như thế mà không? Rồi bây giờ chấm lên rồi, mọi người cứ thế mà vào thôi. By the way,
Mọi người bây giờ hãy cùng nổ một tràng pháo tay thứ nhất là để cảm ơn anh Lê Công Minh. Các bạn Thắng Nguyễn đã giúp quân trong bài ca giao mùa. Xin cảm ơn hai người rất nhiều. Thì bài chuẩn bị tiếp theo thì sẽ là một bài hát với tên là Giữa Mùa Đông. Bài hát này thì là bài hát quân đã được dành tặng trong chương trình Vietnam Idol, cho nên là nó là bài hát single đầu tay của quân. Dù muốn hay không thì nó cũng là bài hát đầu tiên. Thế cho nên là tôi sẽ hát bài hát bây giờ. Xin mời các bạn cùng lắng nghe bài hát Giữa Mùa Đông nhé. Bạn đang cho mình nhạc là nhạc rồi. Thank you.
Xin cảm ơn là dì dì. Các bạn biết là Aloha năm nay thì không vượt đông như là năm trước, vắng hơn khá là nhiều. Thế nhưng mà khi mà Quân được đến hát thì Quân rất là hạnh phúc. Vì sao các bạn biết không? Là vì năm trước thì Quân hát là trong vòng tay của bạn bè. Tức là khi mà Quân nhìn xuống và Quân học lớp 2TC10 thì Quân nhìn xuống là các bạn cùng hóa hết cả mình. Nhưng bây giờ thì là mặc dù là không biết ai giờ này, nhưng mà cái tình cảm của mọi người dành cho Quân rất là nhiều. Cho nên là Quân xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Quân chào mọi người rất là lớn nữa vì tình cảm của mọi người và vì có Bim Bim cũng như là